OK. Rồi, thì đọc cho em đi. Dạ. Lưới bà mụ. Lưới bà mụ. Ừ, đẹp. Cỏ chị muốn tình yêu bấm luôn không? Hay là để nguyên vậy? OK, vậy là 3 cây 14 là bấm. OK, còn 14 để nguyên. OK. Rồi bây giờ chị nhắn tin ra cái địa chỉ nha. Màu đen với burgundy. Hello everyone. Hello. Vô ơi. Vô. Rồi đừng có gọi tao nữa, tao mệt quá. Nói nhắc. Đại ca. Thôi chị ơi, chị có thể chị nhắn tin thì lên cái địa chỉ đi chị. Cái nhắn nhắn thì lên cái địa chỉ giùm đi nha. Cho nó rõ ràng chứ không em sẽ lộn địa chỉ. Hola, ¿cómo está mami? Giờ có biết nói tiếng gì mẹ thì biết nói gì giờ. OK. Em chào, chào Mai Ngọc nha em. Chào em. OK, à, em muốn xe bao nhiêu cũng được hết em ơi, cứ xe tự nhiên đi em. OK, giờ mình đắp màu đen nha. Màu đen. Cái mắm của tay cô này đẹp quá trời. Để mình mua cái tài xích lên này chút cho thấy rõ nha. Hello, hello tất cả mọi người nha. Nhớ mình vuốt màu đen á, mình chùi cái cỏ nè. Cái cỏ lúc nào mình phải chùi cho nó sạch nè, nhúng nước nè, thấy không? Cái tay mình phải nghiêng qua nè, đừng có để cho nó lem ra ngoài nhé. Đừng có để cho nó lem ra ngoài. Thấy không? Thấy tình yêu nghiêng qua không? Tay của khách hàng là mình nghiêng qua được. Đó, mình nghiêng qua nè. Thấy không? Mình làm từ từ nha. Đó, mình nghiêng qua nè, mình kéo nè. Mình kéo để chi? Để cho nó thấy hết cái tip, nó ăn hết cái tip của mình đó. Thấy không? Thấy chưa? Đó. Chứ mình đừng có, mình phải lắc cái tay của mình. Mình phải lắc cái tay của khách hàng qua, cái cọ là chùi rõ nè, chùi nè, nhúng cái nước nè, chùi. Thấy chưa? Đó, như vậy đó. Đó, mình phải làm như vậy đó. Thì bảo đảm thì nó mới không bị dơ. Okay. Chứ không thôi mình làm á, mình không có chùi vô trong cái giấy á, là cái tay của mình á. Cái bột nó dơ, nó đen thui, nó dơ. Nha, nó đen lắm, nó dơ. Thấy không? Mình làm như vậy, cái móng của mình làm á, nó perfect nè, thấy không? Không có đi ra ngoài, nó không có dơ, nó sạch sẽ cái móng tay của khách hàng nha. Hello Teresa Phạm, how are you Phạm? Ok. Mình làm 3 ngón thôi, 3 ngón màu đen, còn 2 ngón là mình làm design nhé. Ok. Đó, bỏ lên nè, 70% nè, see. Cho nó dồn vào một chỗ, đưa cục bột nó vô. Đưa cục bột vô từ từ để cho nó nằm yên một chỗ đó cái đã nha. Yeah.
nhớ này, cái cỏ của mình là mình phải làm cho nó sạch, thấy cái cỏ của tình yêu nó sạch không, mình chùi liên tục vô cái tờ giấy cho cái màu đen nó xuống, nó sạch, cái cỏ nó không có dính vô giấy, thấy không, nó không có dính vô trong cái tay người ta này, thấy không, nghiêng cái tay người ta qua mới thấy được đắp bột, thấy nghiêng qua không, bẻ cái ngón tay người ta, lắc cái ngón tay người ta qua này đó, lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại nè đó, phải lắc cái ngón tay người ta như vậy, cái cỏ của mình nó không có dơ, chùi nhúng miếng nước quét tiếp nha, chứ đừng có để nó bị nó dính vô trong đây, nó dính vô trong da là nó không có ra đó, thấy chưa, thấy rõ không, nhớ không, vuốt từ 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 đó, vuốt từ từ nè đó, đừng có vội vàng quá, đi đâu mà vội mà vàng, mà quàng phải đá, mà chàng phải chân. Thấy chưa, hết luôn cục bột, nó vừa có chút xíu à, đó, vừa đủ luôn á, mình lấy cục bột là vừa đủ luôn, thấy không, đó nó gọn gàng sạch sẽ nha, bột kéo sướng quá ha, bột đây vừa để lên là khô mắt tiêu luôn hả, bột đó đâu vậy em, bột mì hả, ok nhớ nè, bột bột nè, thấm xuống miếng giấy từ từ cho nó khô chút. Hello Vũ Thái, hello Vũ, Vũ Thái, Thái Dúi ơi, nhớ nha, để cục bột vô, thấy chưa, rồi từ 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 từ, vội không có, không có gấp, thấy không, ừ. Đó. Anh có clip dạy treo không, dạy treo là làm gì em, dạy treo làm gì em, nhớ không, nhớ mỏng mỏng trong này, thấy nó mỏng không, thấy nó mỏng không, nó mỏng mà khi ra tới đây chỗ này nó dày, cái chỗ này cái đã, rồi từ từ mình mới vuốt ra, nó tạo thêm cho nó một cái dốc. Hello Trần Diệu Hương hả, Lệ Thủy là Trần Diệu Hương, ờ add cho bạn coi á hả, bây giờ thấy tình yêu vuốt không, cái cỏ lúc nào nó cũng sạch nha, cái cỏ lúc nào nó cũng sạch nè đó, tình yêu làm từ từ á, cái cỏ lúc nào nó cũng sạch 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 như vậy, nó cái nước, cái sơ, cái bột mình vuốt nó không có bị dơ lên như cái móng tay của người ta, thấy chưa, đó rồi, lấy cái thang này đẩy vô nè, đẩy vô nè đó, khi mình đẩy vô á là cái này nó bị bùng ra nè, hai cái này nè, mình vuốt nó vô lại đó, vuốt nó từ từ đừng có gấp đó, đó rồi mình đưa nó vô nè, đưa nó vô là mình lấy cục bột nó ra, nó không bị nè, xí nó không, nó bị, nó gãy sẵn là mình lấy ra luôn, thấy không, nó gãy nè đó, đó thấy chưa, thấy chưa, móng tay của khách hàng đẹp gọn gàng sạch sẽ, ok. À, cho em hỏi bột vừa đếp vừa đắp được luôn sử dụng tốt không anh tình yêu, ồ cái đó mình không biết, không không dám nói em ơi, cái đó nếu anh chị em nào cảm thấy nó tiện cho mình thì mình làm thôi, mà đối với tình yêu á, thì tình yêu thích đắp hơn là đếp. Em không có làm bột mà chỉ biết làm treo nên em không biết mẫu làm bột như anh đắp dụng treo được. Ồ, có nghĩa là bột mình có thể làm bất cứ treo cũng vậy thôi em. Treo là chẳng qua là mình làm đó là cái treo, là tại vì mình không có sản phẩm bột thì mình đành phải làm treo thôi. Chứ làm bột cũng đâu có gì khó đâu em. Em học là được thôi. Học là được thôi. Đó, mình bỏ cục bột, thấy tình yêu bỏ cục bột không? Không có gấp là chùi cái cỏ, lúc nào tình yêu mới chùi cái cỏ cho nó sạch. Đó, chùi cái cỏ cho nó sạch nha. Chùi cái cỏ cho nó sạch đó, lúc nào cũng vậy, chùi cho nó sạch rồi mình kéo từ từ đó, đây là đà mình kéo nè, kéo nè, thấy chưa, mình kéo nè, kéo nghiêng nó qua, kéo nó mới hết được cái móng nha, là nghiêng nó qua đây mình mới thấy được cái móng, mình kéo hết được đó, kéo. Hello 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 hello, thấy chưa, thấy kéo từ từ không đó, kéo từ từ nè, chùi cái cỏ cho sạch nha, nhớ chùi cái cỏ cho sạch, đừng có để nó dơ nha. Thấy không, thấy tình yêu làm không? Đó, xong rồi mình đẩy vô nè, mình lấy cái hai cái thăng rồi mình ém hai bên đây cho nó gãy. Rồi mình lấy cái này nè, đó. Thấy không? Đó, đơn giản lắm, không có gì khó ha. Anh chị em cố gắng.
em bị dị ứng với liquid, mới đi học làm mặt lại ngứa và nổi lên mụn. Ờ, nếu vậy thôi em đừng có làm nail nữa em ơi, em làm cái khác đi. Làm cái khác đi. Đó, bỏ lên nè. Thấy như bỏ lên không, không có đưa ra ngoài cho nó chảy nha, đưa nó vô liền để cho nó đừng có chảy cái màu đen. Ok. Đó. Đó, nhớ không, vuốt từ từ nè, thấy không, cái móng của mình để mình vuốt vô trong cái móng, vuốt vô trong cái móng. Rồi lấy cái thang đẩy vô nè, đẩy vô cái thành là xong rồi bỏ hai bên đây lại đó, rồi mình lấy cái cục bột vừa ra. Nó gãy nè, đó. Yeah. Bless you baby. Bless you. Say thank you. You're welcome. Đó. Hả? Đâu có bấm gì đâu. Nhớ màu đen nè, thấy không? Lấy lên bỏ tắm miếng giấy nha, đừng có để nó dơ. Đây bỏ lên. 1 2 3 rút ra, để nhẹ thôi, chùi cái cọ. Ok. Đó, đẩy cục bột lên. Xí. Từ từ chùi cái cọ. Lúc nào phải chùi màu đen là lúc nào phải chùi cái cọ cho sạch. Chùi cái cọ cho sạch, đập tập nó rồi kéo từ từ xuống. Nè, kéo nè. Kéo cho nó mỏng nha, kéo cho nó mỏng, đừng có cho nó dày. Thấy rõ không? Đó. Nghiêng cái tay người ta qua. Nghiêng cái tay qua mới thấy đường nè, đó, nghiêng cái qua mới thấy đường. Hello Nina Nguyễn nha, hello mọi người, hello. Ok. Nghiêng qua. Vuốt chùi cái cọ, đó, chùi cái cọ thấm miếng nước. Đừng có để nó dính vô trong tay người ta nha. Đó. Đó, cho mình uống hai bên đây vô nè, đó, uống hai bên đây vô nè. Đó, uống hai bên đây vô nè. Đó. Rồi lấy cục bột dư ra nè. Xì, đó, nó dễ không? Rồi xong rồi, bây giờ mình đắp ombre màu đỏ tại như khách yêu cầu ha. Khách yêu cầu làm màu burgundy thì mình làm burgundy. Đó, mình làm burgundy nè. Ok, mình làm burgundy cho khách hàng nè. À, cái này bỏ chút xíu nè, bỏ lên nè. Ombre mình không cần. Nhẹ nè, thấy không? Đó, rồi xong rồi mình đưa cái này đây, mình dập cho mấy cái chỗ cái góc nào nó thiếu đó, mình để vô, đó. Ok. Đó, xong rồi mình làm thêm miếng nữa nè. Nè, miếng nữa nè. Ok, mình thấm xuống miếng giấy nè. Hello anh đẹp trai. Mấy cái này là anh chị em coi rồi đúng không? Nhưng mà mình sẽ phối mỗi cái nó khác nhau, nó không có giống nhau nha. Thấy chưa, nó tròn xe đôi mắt đó là xong rồi, nó đẹp không? Xí. Ok, làm ít thôi anh hả, làm nhiều đi em ơi, anh bây giờ đang cần tiền nha. Đó, đang cần tiền, đang cần tiền nuôi vợ bé. Cục bột ít thôi nha. Very. Đó, bỏ cái cục lên này đó, làm ra bột lên.
vuốt cái nhẹ, vuốt cái nhẹ, vuốt cái nhẹ, nhớ không, vuốt cái nhẹ đó, vuốt cái nhẹ cho nó loang ra, đừng có để nó dày, nhớ không, đừng có để nó dày nha. Rồi xong rồi, cục thứ hai, cục thứ hai bỏ lên đó, bỏ lên nè đó, thấy không, thấy cục thứ hai bỏ lên không, nó đậm lên cái màu nè đó, hai bên góc này nhớ đập 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 nó, nhớ đập cái cục bột, đừng có cho nó lan ra nha, nhớ dếp nó vô, tém nó vô, nó lem là tém nó vô nha, đừng có để nó ra ngoài. Ok, xí hai hiếu chân, hai chú nó mới ghê chứ, trời ơi, cưng mà kêu anh bằng chú, anh kêu em bằng cái gì trời. Cục đầu tiên nhớ nè, bỏ lên, đè nó ra, đè nó xuống, đưa nó ra nè, nè vuốt nhẹ nè, thấy không, thấy vuốt nhẹ không, vuốt nhẹ nè, vuốt nhẹ nè, đó như vậy thì nó đều 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 cái cọ nè, đó nó đều cái cọ nè, thấy không, đó mình tém hai bên đây lại, đừng có để nó chạy ra ngoài, đó. Cục thứ hai bỏ lên, tắm xuống miếng giấy, đó, bỏ lên nè, đó bỏ lên nè, lo sát critical nè, đập 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 nè, kéo nè, kéo nè, đó đưa sát vô trong critical nè, đập nè, đó thấy chưa nè, ha, món chân, món món chân, món chân ở trong kia kìa, kìa. Hello hello hello, làm lại nha, làm lại nha, cục đầu tiên bỏ lên đó, vuốt nhẹ nè, vuốt nhẹ nè, thấy chưa, vuốt cái cọ nè, thấy không, thấy cái cọ mình giống như mình chấm bút vậy đó, đó mình chấm vậy đó. Ok, là cục thứ hai, cục thứ hai nè, đó, cho nó khô, chú khỏe, chú khỏe, khó khỏe nghe Wendy hả, sang có rê không hả, thấy không, khi mình nhớ mình vuốt á, mình vuốt á quan trọng lắm nha, vuốt cái bột nó quan trọng lắm. Ok, hello Tuấn, trời ơi cứ kêu tôi bằng chú hoài nha, chú tụi nó yêu khỏe không hả, dạ em khỏe anh, khỏe nha, anh rất là khỏe, anh rất là khỏe. À, cục bột đầu tiên đưa ra, vuốt nhẹ nhẹ nè, vuốt nhẹ nhẹ, vuốt nhẹ nhẹ, vuốt nhẹ nhẹ, thấy chưa, nó lon ra cái đã, thấy không, phải lon ra cái đã, nó lon ra nó mới đẹp cái đã. À, cục thứ hai nè, cục thứ hai, ok, khô, bỏ lên. Rồi khách hàng thích màu đen với màu burgundy nha, thích màu hả, màu burgundy với màu đen, see, hả, à, chú tình yêu mới ghê với Tuấn, hôm nay kêu tôi chú tình yêu mới ghê với Tuấn, đừng có phá qua như Tuấn nha, để cho anh phá, anh làm ăn chút đỉnh nha Tuấn, em mà kêu anh bằng chú anh không biết kêu em bằng cái gì luôn ạ. À. Thank you. Hey. Đó, nhớ nè, bây giờ mình bỏ cục bột đầu tiên á, nè. Bà nào cô? Thấy chưa? Thấy không? Là nên lấp cái màu đen đi đã, đó cái màu đen nó phải lấp cái đã. Tại sao anh tình yêu lại làm đẹp vậy? Cái đó hỏi tại cái sản phẩm của mình thôi chứ. Trời cho, trời cho. Cái này chỉ là trò chơi mà trời cho đó mà. Ok, bây giờ mình làm cái này nha. Mình làm cái này nha. Anh dùng cọ số 14 nha em, dùng cọ số 14. Dùng cọ số 14 nha.
Ok, bây giờ mình làm cái này. Anh chị em có biết cái lưới này không? Anh chị em có biết cái lưới này không? Cái lưới này mua ở trong Walmart. Ok. Cái lưới này mua ở trong Walmart. Ok, mình làm một cái ngón tay cho nó. Ok. Ok, cứ khi mình làm mình cắt cái lưới này ra làm đôi. Đó, nè, xí. Giờ mình đắp cái màu glitter lên nè, cái glitter CX9. Ok. Đây. Hai em ơi, đừng trách tôi chi mà để làm mình đau khổ. Ok, bây giờ đắp cái lưới nha. Yeah, mỏng thôi. Nằm ở hàng vải đây em ơi, nằm ở hàng vải nha. Nằm ở hàng vải á, qua hàng vải mua. Từ từ nha. Từ từ, từ từ. Chuối tay xuống nè. Nhớ đưa từ từ xuống nha. Vũ ơi. Vũ. Sao em không làm cho ổng? Em biết cắt khóe, Nguyên đâu biết cắt đâu. À vậy hả? Ok, nhớ vuốt từ từ nha, vuốt từ từ nè, đừng có gấp. Bên cái hàng vải nó có bán lưới, em tha hồi em mua lưới về em mà em làm. Ok, vuốt từ từ nè, từ từ nha, cho nó ra. Ok. Xong. Ok. Đợi một chút nha, xong rồi cái gì? Mình nhớ lấy cái này nè. Put her hand right here. Đó, bỏ lên đây. Ok, lấy cái này ra. Đó, put your hand down. Like that. And đưa cái này vô. Đó, nhớ là bỏ lên nè. Chị. Cái để ngón tay trong qua mắt. Dạ không, cái này mua ở supply. Cái đó ở trong supply á chị ơi, ở đó trong qua mắt làm gì có bán mấy cái này. Ok, dùng cái kéo cắt nha. Đó, mình bóp vô cho nó dính chắc vô. Ok, cho nó dính chắc nè. Xong mình dùng cái kéo mình cắt. Đó, mình cắt cái này đi. Thấy không? Đó, mình cắt nè. Đó, mình cắt, mình nhớ vừa cắt vừa đè nó xuống nha. Bên đây cũng vậy. Ok, mình lấy ra nè, đè lên.
đè lên nha. Đó, đè cái tay của mình lên, đừng có để cho nó hư. Cắt ở đây luôn. Rồi xong. Nè mình lấy cái tay của mình á, nó có dính mấy cái lông mình lấy ra. Xì. Thấy không? Tình yêu làm từ từ nè. Tình yêu làm từ từ nha. Đó, tình yêu bóp vô nè. Xì. Thấy rõ không? Đẹp không? Đó, nhớ nha, vút vô. Heo quá trời heo. It's the finger, the finger, okay. Cái lưới ở mua ở đâu? Ở trong Walmart em ơi, cái lưới mua trong Walmart đó em ạ. À. Cái lưới mua trong Walmart á. Cái gì hả? Đẹp quá ha. Pretty. Yeah. Something new. Rất cỏ, rất cỏ. I got it. Cái này cái nó mỏ giống sơn hoài, nó không giống sao được. Ủa? They still come on. Ủa? They still on. Không biết nữa, tự nhiên sao có lại gì ta. Ok. Mấy cái burgundy á, bỏ lên nó hoa nó đẹp, nó không có đẹp đâu. Nó cái màu mình bỏ kim tuyến nó mới đẹp em ơi. Bỏ kim tuyến nó đẹp hơn. Nếu mình đắp mấy cái này mình đắp mỏng thôi, tí mình còn bỏ bột lia lên đi nha. Cái kim tuyến nó làm cho cái bột đẹp hơn em ơi. Oh, you want your nail too? That's your cousin? Yes, my cousin. Oh. Hola, hola. Yeah, bye bye, bye co, bye co. Bye bye co. Yeah, beautiful. Tí nữa gắn hộp sò mới đẹp coi. Tí bỏ mấy cái hộp sò lên đây đẹp lắm. Chiếu. Đắp giống như là vuốt ghẹ vậy đó ha.
Hàng dựng ghệ kia theo phải. Đúng rồi, vuốt ghệ mà chảy nước luôn. Vuốt ghệ mà chảy nước luôn. Kệ cho la la chứ mình nói chứ mà ai biết nghĩ bậy chị. Thank you. Đi về nó đòi lại chứ không? Lại khen nó đi, đúng rồi, khen nó đòi. Khen chồng nữa không, không khen nó đòi. Cô đang làm live đừng nói vợ con, sao con cô gái? Cô này thiệt à. I'm single mom, I'm single daddy. Trả lại. Gom hay là gớm? Gớm quá hả? Gớm quá à là sao em? Gớm quá à, em đi chỗ khác cho đi, bỏ đi. Gớm. Gớm không? Gớm hay là gom hay là sao? Nói thẳng đi để cho anh dễ lót em. Nè, bỏ bột lê lên. Thi qua đây đứng cái bên rụng lông quá Thi. Lông lông mà quá trời lông. Coi lông mà Thi. Thiệt tình. Đâu cho coi coi. Thôi bye đi ngơi, đòi hai uống mắm rồi mẹ ơi. Bye nha. Dạ, yeah, bye cô. Bye nha. Hai uống mắm. Rồi hai uống mắm chắc dậy đi được. Cái đó lùi mua bên Walmart á em ơi, mua bên Walmart á mình mua bên Walmart á. Nhớ bột lê mình phải bỏ bột lê lên đi nha. Bỏ bột lê lên mình phủ nó nha. Vậy thì sai kiểu gì? Vậy thì sai kiểu gì em? Là thì sai kiểu next gen là gì? Cái lưới á hả? Lưới á hả? Hay sao? Đây là móng thật hay móng giả vậy?
làm cái gì ta, làm cái gì, làm dipping powder đó anh. Trời ơi, dipping powder tình yêu đâu có làm, tình yêu đâu có làm dipping powder đâu, tình yêu không có làm dipping powder nha. Spanish ones. You spend it? Yeah, I'm reading them. They say they love your work. Even though they don't understand one word, they love your work. Yeah, they say that a lot. They told me they love my working. They don't know how I speak. They don't understand what I'm talking about, but they learn from that. Good. I do it. She said that's what that they say. For being a man, you do a really good job on nails. Yeah. Mm-hmm. I do a lot of Spanish people. Yeah, that's what I'm seeing. I do a lot of the Spanish girl. Pretty nail, come over here. Mucho, muy bonita la uña, mami. Oh, no, mucho. Baquito. No, you got a lot, man. Baquito. Hola, papi. She said, hola, papi. Like a sticker on there and just paint it. That's like a dragon's egg. That's what they put on your mom? My mom? Yeah, mom. This mom. Mom. My glitter te ponieron. Or esto. Okay. Mm-hmm. Talk the English. She said, talk the English. We talk the English sometime, baby. Okay. Anybody buy this land in the Walmart, okay? Walmart. It's not much money, just $2 something in the one yard. So cool, yes, so cool. Thank you, baby. Very pretty. After this, I do the diamond on for like crystal, little bit, crystal little, the little one. Look, so beautiful. Bella, she said Bella, muy bonita. Bella, like pretty. Mm-hmm. Yep. That's pretty. Hmm. Yep. Hola, ¿cómo está México? How are you, México? Hello bạn già, chưa xong, xong rồi mới về nhậu được. Ba làm thầm mình vô duyên. Ba Lâm gì? Ba Lâm là ai vậy? Ba Lâm là ai? Sao mình không thấy Ba Lâm vậy? Ba Lâm là ai đâu, đâu có thấy gì. Hả?
Họ vô duyên mà có bản quyền luôn á. Để xây. Vô duyên mà có bản quyền luôn mới ghê. Yep, kệ họ đi. Hello from Louisiana. How are you, Louisiana? We the neighborhood. I'm from Texas. That's a neighbor. No, she's Louisiana, like neighbor. Yeah, Louisiana neighbor. Oh, Miami so far. Miami? No. Canada, Toronto, it's a neighbor. It's my neighborhood. Okay. Dùng cái đầu giữa màu xanh nha. Ok, chờ cái đầu giữa màu xanh. Where my location? By the Austin, baby. By Austin, Austin, Austin. Puerto Vallarta. Sí. By the Austin, 30 minutes from Austin. Em nhớ sơn mỏng thôi em ơi, em sơn dày nó lợp nguyên móng là đúng rồi, tại vì em sơn mỏng nó không bao giờ nó bị lợp nha, sơn dày á, sơn dày quá nó bị lợp á, sơn mỏng thôi. Mình sơn mỏng thôi thì nó sẽ không bị lợp cái nước sơn, tại vì nước sơn nó mỏng quá nó dính chắc vô trong cái móng. Còn sơn dày quá nó không có ăn vô cái móng á, nó bị lợp, tại vì nó chưa có chín á. Không, cái này chỉ dũa trong cuticle thôi em, chứ không có dũa ở ngoài cái móng bình thường được em ơi. Cái này là chỉ dũa trong đây thôi, đừng có đau tay khách thôi. Tại cái này nó không có cắt đứt tay khách nè. Đó, cho nên mình dũa bằng cái đầu này, nó không có đứt cái tay của khách hàng trước, rồi mình dũa cái kia sau. Hôm nay lại được xem bàn tay khéo của người Việt ở đất Mỹ. Dạ, em cũng làm everyday luôn chị ơi.
Em làm everyday ở đó, ở cái Facebook của em á chị. Nhớ mình giũa cái đầu giũa này á, anh chị em sơn treo hay bắt sơn, bất cứ cái gì cũng vậy nha, sơn cái gì cũng vậy, mình sơn cái gì mình cũng phải làm cho nó mỏng thôi, tại vì nó dày á, thứ nhất mình sơn nước sơn thường nó dày nó sẽ bị mắc cái xếp, thứ hai nữa là khi mình sơn treo đó mà mình sơn cái top treo cái sơn nước sơn á mà nó dày á, nó sẽ bị không có khô, cái đèn nó không có khô, nó bị cái lớp ở trên nó khô mà cái lớp ở dưới nó không có khô, cho nên nó bị dễ chóc lắm, nó chóc ra liền. Mình giũa cái đầu giũa này nè, mình thả lỏng tay ra, mình đừng có đè cái đầu giũa, mình thả ra, mình thả cái tay ra, mình để cho nó lỏng thôi, mình giũa, mình xoay cái tay của mình đó, mình giũa một chiều thôi nha, đừng có giũa dày nha, giũa dày nó không có ăn đâu, giũa dày nè đó, mình giũa như vậy thì nó, tại vì nó đang tay của mình là tay phải thì nó ăn một chiều thôi, nó không ăn hai chiều đâu, đừng có nghĩ nó ăn hai chiều nha, nó ăn chỉ một chiều thôi đó. Mình cứ giũa từ từ, tại cái giũa nó nhỏ đó, mình giũa từ từ. Thank you Tịnh Tâm, thank you nha. Thank you mọi người đã coi like mà ủng hộ tình yêu rất là thích. Có những người vô họ nói cũng sàm sỡ nhưng mà thôi bỏ qua đi. Nói hoài nó cũng vậy à, nó cũng là bao nhiêu đó thôi. Giờ Việt Nam 4 giờ sáng, 5 giờ sáng, sáng nào cũng dậy sớm xem để học hỏi. Thì cảm ơn em. Giờ này bên Việt Nam 9 giờ sáng rồi chứ, 4 giờ sáng gì nữa em. Ồ, có mấy cái ngày anh like hả? Mấy cái ngày anh like mấy bữa trước á hả? Thank anh chị tận tình ghê, chị em theo dõi. Dạ cảm ơn chị Lương Văn, mình phải chỉ tận tình thì người Việt Nam mình mới học hỏi được chứ, để năm châu bốn bể mà. Có những người làm nail họ cũng đâu có am hiểu được nhiều, cho nên mình cũng muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình đến cho những người ta ở phương xa đó. Người ta cũng kiếm được chén cơm, nói chung là vậy thôi. Nói chung là mình muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm mình tới những người ở cái vùng xa xôi, người ta không có hiểu được cái nghề nail đó, thì người ta sẽ học được cái cách làm của mình, người ta sẽ kiếm được tiền. Đây là gỡ móng hả anh? Trời ơi, em bị gì ở Huế Kasaka? Cái này mà gỡ móng gì em? Cái này là làm móng chứ gỡ móng gì? Mở cho nhỏ xuống đây vậy em. Nhớ cái đầu giũa này á, mình phải giũa, mình đừng có đè nha, mình đừng có đè nó, mình để cho nó chạy tự nhiên, cho nó chạy tự nhiên nha. Đó, cho nó chạy tự nhiên như vậy nó mới đẹp, mà tay của khách không có bị nóng nữa. Thứ hai nữa là mình đang giũa cái này á, là mình giũa láng, mình không phải là giũa lấy bột, mình giũa này là giũa láng cho nó đẹp thôi, chứ không phải là mình giũa lấy bột nha. Cho nên anh chị em phải giũa cái đầu này nè, giũa cái đầu này, đầu cái đầu mịn nè, là mình đừng có đè nó, mình cứ để cho nó chạy tự nhiên nè, thấy chưa? Thì nếu cho nó chạy tự nhiên nó sẽ đè, nó sẽ lấy được bột, nó sẽ chắc hơn. Tình yêu có bán đầu giũa chạy cuticle không? Dạ có, anh chị em là muốn mua gọi số điện thoại cho tình yêu nha, 832-216-7717 nha, 832-216-7717, 832-216-7717 nha. Yeah.
Anh dễ thương, rất cảm ơn anh chỉ tận tình. Em đang tập làm bột hay xem clip của anh? Dạ, anh chị em cố gắng học lên để mình mình kiếm được tiền ha. Tập trung vô coi. Cái làm nail của mình á là nó phải có cái nó có cái thẩm mắt, có cái thẩm mỹ, thẩm mỹ là cái chỗ nào là mình phải biết nhìn vào cái bộ nail để mình làm sao cho nó ra đẹp. Nhiều khi á mình thấy người ta, có nhiều người ta cũng làm, người ta cũng biết làm, nhưng mà người ta quá màu mè cho nên cái bộ nail nó ra người ta cũng không thích. Đó, cho nên mình làm cái bộ nail nào cũng vậy, mình làm mình vừa thôi, đừng có quá. Ok, nó quá nó sẽ bị dư. Cho nên cố gắng làm sao mà để cho nó ra một cái bộ nail nó hoàn hảo, nó đơn giản, nó dễ thương, thì nó được, nó lên gắn bông gắn hoa quá nhiều trên đây. Vài cái hột sòn nhỏ nhỏ cho nó vui. Ví dụ cái bộ nail nào mà vô nó trả tiền mà nó gắn hột sòn nhiều quá là mình phải design rất là dữ dội, design cái đó rất là khó khăn. Ok. Dạ, người Việt sống toàn thế giới giỏi nhất là nghề nail. Ai làm nghề này cố gắng nhìn. Dạ. Dạ, công phu là mình mới kiếm được ra tiền nha anh chị em. Nghề nào cũng vậy thôi. Nghề nào nó cũng có cái giá của nó hết á. Anh chị em đừng có nghĩ là mình làm nó dễ kiếm đồng tiền. Không có khó đâu, không có dễ đâu. Kiếm đồng tiền nó phải dùng bỏ hết bao nhiêu sức lực của mình ra đây để bỏ mình kiếm đồng tiền. Không có chỗ ngồi một đâu có nghĩ qua bên Mỹ là ngồi chỗ ăn bát nước đầy hả? Làm gì có em. Hello Sơn Tây, khỏe không em? Cảm ơn Sơn Tây nha, cảm ơn Sơn Tây bỏ phone lên ha. Anh có bán dũa không anh? Dạ có Đinh Đinh, em có bán dũa, anh gọi số điện thoại đó đi anh ơi. Anh có bán, ai muốn mua gọi anh. Em thấy bất cứ nghề nào cũng vậy, phải đặt cái tâm mình lên khách hàng để thật tốt. Dạ đúng rồi. Thật sự ra cái nghề này á, chị em biết không, nó tỉ mỉ từng cái lắm. Mình nhất là mình vũa khách á, mình vũa tay khách đừng có để nó chảy máu, nó sợ lắm á. Ok. Chào mọi người nha. Số điện thoại 832 á. 832-216-7717 ơi. Thank you. À, 832-216-7717.
ghi xuống đi, mình ghi xuống đi, 832 216 7717 nha. Ok, bây giờ mình vũa sơ cái nữa là mình buffer mình lại gắn hộp xoàn ha. Tí nữa mấy ngày mấy ngón này tình yêu làm đẹp lắm á, tí nữa nó ra đẹp lắm á. BD 832216777 của vũ trụ ha. Cảm ơn nghe sơn tây phá hoài. Ở đâu cũng vậy chị ơi, ở đâu cũng phải làm thôi chứ đàn ông gì, đàn ông thấy đàn bông đàn bà giống với nhau. Tình yêu ở Tắc Xịt nha, tình yêu ở đang ở bên Tắc Xịt. Con đó để anh làm cho. Làm đi. Xong chưa? Vũ xong chưa? Xong hết chưa? Cái gì thôi, làm tay giảm đi. Ê, chữ quân nó trôn rơi. Thế nên tình yêu rắc cái này. Bây giờ mình gắn hộp trước.
Hey, hey. I want to come on the front. I like to go on the top. That work you? Nếu muốn sơn bình thường mà gắn cườm có gắn, cần gắn keo đó không? Không có được đâu em ơi. Sơn thường sẽ đâu có ăn được em. Nó đâu có chắc được. Sơn thường nó đâu có chắc được em. Chỉ có làm bột hoặc làm treo làm ok. Treo thì may ra nó sẽ dính nha. Chứ em bỏ nước sơn thường, em bỏ hột xoàn lên nó rớt dễ lắm, rụng dễ lắm. Anh ở đâu hả? Anh ở Texas nha em ơi. Anh ở Texas nha. You do one more time. Check it out and do the yeah. Thank you. Như vậy em. Ok. Thấy không? Khi mình bỏ nó đẹp không? Đó, nó nhỏ hột nhỏ nhỏ nó đẹp. Nha. Ok, put it. Take it out. Put it.
có mấy anh chị em coi á, mình tham khảo mấy cái bộ nail mà mình dựng. Nói làm sao ta, chẳng hạn như mình coi nail á, mình không biết cái shape này là cái shape gì thì mình Google đó. À, chứ mình nói cái sếp nó xấu, cái sếp nó không đúng, anh làm sai là không đúng nha. Coi chừng mấy anh chị em nói sai á, mấy anh chị em không có biết cái sếp này là cái sếp gì. Có nhiều nói tình yêu là làm xấu quắc, cái sếp xấu quắc gì mà đi làm cái gì. Cái món cái sếp nó to, nó túng như vậy mà làm chi. Có nghĩa là anh chị em trước khi mình nói cái gì, mình phải hiểu được cái đó là cái gì. Nha, mình phải hiểu cái đó là cái gì. Cho nên mới nói được. Chứ mình nói cái đó mình không hiểu, mình nói mình bậy chết rồi, người ta cười mình á. Okay, then stop. Bye bye. Ok. Làm ngón cái luôn rồi xong, bắt đầu mình hai cái ngón đó design là làm sau cùng. Em thấy rất đẹp. Cảm ơn. Tại vì á, mình bỏ hộp xoàn vô nó sẽ đẹp nha, nó sẽ chiếu được cái bộ nail. Mình làm cái lớp này á, cái lớp đầu tiên là cái lớp chưa đi treo, cái lớp thứ hai là cái top mình bỏ lên luôn, nó bỏ chung một cái lớp như vậy nó không có bị mở hộp xoàn. Hộp xoàn mình bỏ lên là nó dính chắc luôn. Hiểu không? Em thấy anh làm đẹp quá, cảm ơn, công kỹ quá anh, em đợi mòn mỏi, đâu có cần đợi đâu em, bây giờ em có thể em không đợi mà làm như vậy là mình coi mà, mình coi cái mấy cái này nó gắn hộp tỉ mỉ làm sao mà không lâu được em, nó phải lâu chứ. Nó mới lâu, nó mới đẹp được em. Tại vì mấy cái này không thể nào em làm nhanh được. Stay focus. Thank you. Nhiều khi á, làm bộ nail á, anh chị em có biết không, nhiều khi gắn hộp xoàn á, có nhiều khách nó chịu chơi, nó trả tiền á, làm bộ nail 2 tiếng, 2 tiếng mấy hồi gắn hộp xoàn luôn á. Hộp xoàn phải gắn đúng kiểu nha. Hộp xoàn nhỏ này nó còn dễ á, hộp xoàn bự khó gắn lắm. Ok, bây giờ mình gắn cái này nè, mình gắn cái này ha. Cái này á, là mình khi mình vũa đó, mình lấy cái hộp, cái này mình lấy hơi nhiều chút. Nha, mình coi nè, mình bỏ lên. Mình quét cho nó dày chút.
Tại cái này mình gắn hộp xoàn ở dưới nữa cho nên mình phải lắng gắn hộp xoàn xa ra, cái này nó dày một chút. Hiểu không? Đó, nó dày một chút, xong rồi mình vuốt hai bên đây chứ đừng có để nó phồng. Đừng có để nó phồng nha. Đó. Rồi xong rồi mình bỏ cái top lên luôn. Đó, mình bỏ cái top lên nè. Thấy không? Đó, xong rồi mình làm cái gì? Mình lấy cái hộp bự nó cũng giống vậy đó. Nè. Mình che, bỏ lên đây. Đó. Xong rồi mình làm cái gì nè, mình lấy mấy cái hộp này nữa nè, mình lấy mấy cái hộp nhỏ nhỏ này mình bỏ lên đây. Đó, mình bỏ lên cho mấy cái chỗ này nè. Đó, mình bỏ lên đây nè. Đó, mình bỏ lên cho nó đẹp nha, cho nó rời nè. Ok, xí. Ok, bỏ lên. Team Germany điểm danh 3 giờ. Ôi trời, giờ này bên đó mấy giờ? 3 giờ 18 phút AM hả? Trời ơi, sao mà thức khuya vậy? Sao anh em thức khuya quá vậy? Yeah, cảm ơn nha, cảm ơn anh chị đã có những cái lời khen ngợi động viên. Nói chứ làm like thấy vậy chứ cũng khó lắm anh chị em. Có nhiều người ta làm không được luôn á. Hai cây đi em. What? Ok, còn cái ngón này bây giờ tình yêu chỉ ha. Chưa chỉ cái này rất là đẹp. Giờ mình bỏ cũng là một cái lớp gel đó luôn. Mình bỏ lớp hơi mỏng một chút, đừng có dày. Ok, bỏ hơi mỏng nè. Ok. Ok, xong. Nhớ nha, chùi hai bên đây cho nó đẹp nè. Xong rồi bỏ cái này lên, bỏ cái tháp lên luôn. Ok. Ok, xong rồi mình chùi lại này nè. Chùi lại một lần nữa nha. Rồi xong mình bỏ mấy cái hộp này lên. Một. Hai.
xong rồi mình lấy cái hũ này nè, mình dời cái này qua bên đây đó, mình dời qua đây, mình lấy cái hũ này đó, mình rắc cái này lên đây, rắc ít thôi nha, rắc ít thôi nha, đó rắc ít thôi. Đưa nó vô. Đó, mình lấy cái này nè, mình chỉnh nó nè. Đó, mình chỉnh nó. Thấy rõ không? Okay. Beautiful the new. Cảm ơn nha chị em. Thank you. Mừng nào mới được như anh. Chừng nào mới được như anh hả? Cái này đâu có gì khó đâu anh chị em. Cái này là mình có đồ chơi là mình làm thôi. Cái này đâu có gì đâu. Cái này là có đồ chơi là mình làm thôi. Ok. Mình có đồ chơi là mình làm được liền. Nhớ mình vuốt nha, đừng có để cho nó treo nó chạy ra ngoài nha. Đó là mình bỏ cái tay người ta xuống nè, đó rồi mình đổ lên. Rồi mình hát cái này vô, đưa nó vô, đưa nó vô, đưa nó vô nè, xí. Okay. Ooh, yeah, yeah, nó đẹp. Thôi, anh Thi mất công anh dành hết của anh ta em ơi. Anh Thi anh dành hết của cái xóm neo rồi. Xóm neo là mấy người ta thích anh lắm mà. You love it. Be muy bonita. Sí. Mucho, ha. Mucho bonita. Mucho bonita. Yeah. Yeah, don't hit the table, please. Okay. Hôm nay ở Việt Nam là ngày đưa ông Táo tình yêu ơi. Trời ơi, nhớ đừng có nhắc tôi nhớ quê hương. Tôi không có tiền về Việt Nam mà có nhắc tôi nhớ ông Táo về trời không mà. Chết luôn. Tình yêu đâu có tiền mua vé Việt Nam anh chị em, khổ lắm anh chị em ơi, làm không có tiền đâu, làm hoài mà không thấy dư, không phải là than đâu nha, nhưng mà thật sự nó là như vậy mà, mình nói thiệt á. Ok, làm hoài không thấy dư anh chị em ơi, làm biết bao nhiêu năm rồi mà không thấy dư gì hết trơn, biêu bọng nhiều quá. Giờ mình cho nó chạy một phút nữa đi rồi mình bỏ dầu ha. They still want over 1,000 people watch your nail.
see it? Yeah. It's lớp ở your nail now. Ông này khó tính nhưng được cái làm nail đẹp. Anh đâu có khó tính đâu em, anh không có khó tính, anh rất là dễ tính, nhưng mà có cái là về địch giá chơi đi anh tình yêu, khi nào có tiền là về nha. Very đẹp luôn. Do one more time here, okay? Okay. And I have to do the over this one. Okay. See. Những người nào mà khó tính làm nail mới đẹp em ơi. Hộp xoàn nhỏ mua supply có. Hộp xoàn tình yêu có bán hộp xoàn chịu thủy vi, tình yêu nó có bán mà. Không cần phải đi vô supply chi em. Tình yêu có bán mà. Ok, mấy anh chị vô xem xóm nail thì tài năng nail đi ạ. Vô xóm nail. Ok, give me the hand. Ok, chùi. Cái nail, mấy cái nail này, mấy cái bàn tay này đẹp lắm. Làm bộ tay nó đẹp, nó ra đẹp lắm. Don't move the table, boy. Boy, don't move the table. Mở nhạc nghe nha. Hold up, hold up. Just relax, relax. Yes, no. Okay, do you get it? Just relax. Just move it like that? Uh-huh, just move. Slow. Okay? Okay. Tình yêu hôm nay chán đời, không có xịt treo. Bye cả nhà nha. Good night everyone.